xin chào các bạn. Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn về change frame trong Selenium. Ở bài này mình sẽ tiếp tục giải quyết giúp các bạn một vấn đề nữa khi các bạn thao tác với Selenium, đó chính là upload file. Chắc chắn luôn khi các bạn làm, khi các bạn đụng tới cái chuyện mà phải upload file á, đây sẽ là một vấn đề nếu các bạn không biết cách. Thì Selenium có thể thao tác với những thằng nằm trên web browser, nhưng với những thằng không nằm trên web browser thì bạn làm sao với nó? Với chữ upload file nó sẽ hiển thị một cái upload dialog. Upload dialog đó là của Windows chứ không phải của Selenium, cũng không phải của web browser. Chịu thua đúng không? Rồi, đầu tiên mình sẽ thử vào cái trang scufile.com. Mình lướt lướt thì thấy cái trang này nó có vẻ giao diện cũng đẹp, xài cũng dễ. Đó. Còn cái chuyện là mình không có dùng mấy trang này để upload đâu, được các bạn, được đó, mình PA không có đâu. Rồi, thì mình thử xem cái trang này nó upload, nó upload kiểu gì. Nhấn vô này để mình chọn một file gì đó đúng không? Mình sẽ chọn một file bất kỳ, rồi mình dán vô cái đường dẫn đây. Giả sử cái thằng này đi, đó, lớp lót được, đúng không? Coi như tới đây là coi như giải quyết được vấn đề của bạn rồi. Còn cái khác đâu khó khăn gì, đúng không? Còn chuyện nhấn vô lúc này khó khăn gì nữa? Lỡ rồi. Đây có button nè, có onlit nè, có title, các bạn chỉ việc lấy xpath hoặc là CSS selector nó là xong rồi. Ok. Rồi, thì thao tác với thằng này là như vậy. Vậy thì bây giờ upload file chúng ta làm sao? Ha. Đầu tiên nè, có phải là chúng ta thực hiện cái chuyện là nhấn vào gì đó, thực hiện gì đó là xong hết rồi đúng không? Rồi bây giờ mình thử. Khi mà nó hiện cái bảng dialog và upload file á, lúc này bạn không thao tác được với Selenium. Lúc này bạn cần một thằng bên ngoài hỗ trợ, đó chính là AutoIT. AutoIT này nó rất là mạnh với chuyện hỗ trợ với những cái thao tác trên Windows, trên hệ điều hành. Thì để làm được chuyện đó, chúng ta phải import thư viện AutoIT vào. Chúng ta phải import vào. Import bằng cách nào? Đây, nhấn phải vào Reference, Add Reference, chọn Browse, sẽ mở ra. Đây, thư viện AutoIT. Hai cái thư viện này mình đã tích hợp sẵn theo cái thằng này, đây. Project ha, project trong đây có luôn cả folder AutoIT cho bạn tải ha. Nghe chưa? Đó, nó tích hợp vô đây, rồi bạn ok cả, là xài được. Còn khi các bạn chưa có thằng này, để đảm bảo các bạn muốn có, các bạn có thể cài đặt nó. Các bạn vào. Nè, giả sử đầu tiên là giả sử import không được đi, thì các bạn nhấp phải vào nó, các bạn thực hiện mấy step này, mở nó unlock file rồi ok rồi các kiểu, hoặc là vô trong registry để mà sửa. Nếu các bạn không thực hiện được, các bạn có thể tải AutoIT ở trên website của nó, AutoIT 3x3, tải về cài đặt vô để lấy những cái thư viện này nếu các bạn cần, nếu các bạn không tìm thấy. Rồi, bây giờ mình sẽ thử dùng code mẫu thực hiện cho bạn coi. Rồi ha, ở đây mình sử dụng auto 3x nè, chỉ bọt vô red nè, để ngủ xíu cho chắc kèo. Rồi, đầu tiên mình vô trang này, sau đó mình nhấn vô upload, mình lấy ra sẵn cho bạn ha, cho nó đỡ mất thời gian. Rồi sau mình nhấn upload thêm lần nữa, tại vì nó phải nhấn hai lần, đúng không? Thì lúc này nó đã mở cái cửa sổ upload file. Thì ở bên mình á, thì tùy theo cái cửa sổ nó hiện chữ là gì, thì chúng ta sẽ điền vào đây nè. Bản chất thằng AutoIT này nó sẽ tìm ra một cái WinAT, cái cửa sổ đang AT theo cái title, theo cách như thế này cho nó nhanh chóng. Thì cái cửa sổ nó hiện ra ở đây, giả sử mình vô cái trang skill gì đó của nó đây ha, xem coi nó đang là cái gì. Nhấn thằng này nó ghi là tải lên một tập tin, thì mình điền cái chữ này vô. Còn tùy máy, mỗi máy nó sẽ là hiển thị chữ mỗi khác nhau, đúng không? Thì chỗ này mình sẽ ghi chữ là tải lên một tập tin. Đây, tùy theo máy mà nó sẽ ra những thằng khác nhau. Rồi, thì nó sẽ tìm ra cái cửa sổ đó giúp mình. Sau khi tìm được cửa sổ đó rồi, auto descend y như Selenium giống chấm Senki á, thì thằng này tương tự luôn. Đó, thằng này tương tự Senki. Thằng này nè, bạn tạo ra một đối tượng AutoIT có giống như Selenium không? Bạn tạo ra một đối tượng, sau đó bạn tìm ra cái thằng đang AT, đó là cửa sổ này. Sau đó bạn send, tức là bạn send cái key của bạn tới, bạn gửi y như bạn send key của Selenium nè. Sau đó bạn ngủ xíu, rồi bạn send thêm phím Enter. Bạn ghi chữ Enter và trong cặp dấu ngoặc nhọn này có nghĩa là bạn đang send cái phím Enter, gõ cái cặp giùm nó. Được, nó khác nha, cái này là send phím, còn này là send chuỗi. Giờ send phím, send chuỗi, send phím, send chuỗi. Ok, thì đây các bạn hoàn toàn có thể copy paste thôi. Sau này các bạn cứ copy paste thôi là được. Bây giờ mình chạy tới bước này,
cho bạn xem nó chạy như thế nào nha. Ở đây thì cái cây team data upload tt nó chưa có, thì mình sẽ vào trong cái stack của nó. Open the file bin debug, chưa có file đó, mình sẽ tạo cái file như vậy, đảm bảo cho chị đúng. New test, ok, mở file lên, giả sử upload data from cây team, lưu lại ha. Rồi mình chạy thử nè. Đây, cái xoài đang mở lên. Bạn cùng coi nè. Ngon lành chưa? Ngon chưa? Đó. Rồi tên, cái tên nó không thỏa mãn thôi. Là cái tên này ghi sai. Rồi, ok. Tức là chạy được tới đây rồi. Nhưng mà vẫn đang sai đúng không? Startup URI là không đúng rồi. Đây, mình sẽ tìm cái current. Đổi cho này lại. Chấm current chấm. Ủa? Cảm thấy có cái gì đó không đúng đó. À nhớ rồi, không phải là application mà là app domain. Current.base directory. Rồi, chỉnh lại. Mà lỡ rồi ở đây thì mình giải quyết luôn cái bước cuối cùng của nó đi. Sự thân này, đại này lên. Nhấn thêm này nữa kiểm tra phần tử. Mình thực hiện cái chuyện lít vô này luôn đi ha, cho nó nhanh, cho nó hay hay một chút. Chứ tự nhiên làm tới đó rồi không làm cho nó hoàn chỉnh luôn. Đây, mình cho nó ngủ một xíu. Cho nó sleep, cho nó sleep 3 giây đi. Mình sẽ tìm cái spark của nó. Đây đúng không? Copy. Spark. Rồi, qua bài này, bắt vô. Rồi, bắt nó dài lòng ngoan luôn. Rồi, chạy. Cùng xem kết quả của chúng ta nào. Stack. Xem nha. Mở lên. Điền được dẫn vô. Đó. Nhấn Enter. The file name not valid. Bởi vì cái đường dẫn mình để sai. Bởi vì đường dẫn mình để thừa. Chỗ này nè. Cái base directory nó đã có rồi. Đã có sẵn cái sẹt ở cuối rồi. Coi cái đường dẫn này. Ok. Rồi chạy. Chưa, upload file lên được rồi. Nhấn upload queue. Các bạn là xong không? Đúng chưa? File của chúng ta nè. Đấy. Đi qua xem nó là cái gì. Nó lắp về xem đúng không. Rõ ràng theo cách này, chúng ta đã hoàn toàn có thể upload được file với Selenium, hỗ trợ thêm bằng AutoIT. Ok, còn những bạn nào xem bài viết mà thấy nó chạy không được á, thì các bạn sửa cái chỗ application bằng cái thằng này lại. Được không? Rồi, ok. Selenium này là một khóa học được thực hiện bởi yêu cầu chiến dịch của các bạn. Chiến dịch Selenium ở đây ha. Rồi. Rồi ở đây mình sẽ sửa trạng thái lại là xong. Đã hoàn thành. Link khóa học ha, để cho các bạn biết tới. Các bạn tìm tới nó. Rồi, thì các bạn hoàn toàn có thể tự yêu cầu một chiến dịch y như những bạn này đã yêu cầu. Rồi sau đó cây team sẽ thực hiện nó cho các bạn. Ok, những khóa học, học ngay. Đó, nó làm. Ok, rồi bạn hoàn toàn có thể yêu cầu bằng cách tạo yêu cầu ở đây. Và các bạn có thể tham khảo xem thử những chiến dịch, những thuộc tính nó là đang donate nè, donate đủ điểm như thằng này nè, Selenium là sẽ được thực hiện. Đó, nhưng những này cả thao tác với Excel. Rồi, ok. Mong là chúng ta sẽ hoạt động và tạo dựng một cộng đồng lớn hơn nữa.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận và góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập thử thách không ngại khó. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta cùng trải ví dụ nha. Ở cái dòng này là sử dụng ký tự đặc biệt để xuất dòng. Ở dòng này là sử dụng lệnh in ra màn hình